Phật mẫu xuất sanh tam pháp tạng bát nhã ba la mật 25 cuốn 32 phẩm. Thi hộ dịch năm 981 nghìn. 13. Phật mẫu bảo đức bát nhã ba la mật 3 cuốn 32 phẩm. Pháp hiền dịch năm 981 nghìn. 2. Đại phẩm bát nhã, mở ngoặc đơn, có 4 bản dịch. 1. Phóng quang bát nhã ba la mật 20, 30. Cuốn 90 phẩm vô la xoa dịch năm 291 T. L. 2. Quang tán bắp nhão ba la mật 10. 15. Cuốn 21. 27. Phẩm trúc pháp hộ dịch năm 286. 3. Maha bát nhão ba la mật 27. 30. Cuốn 90 phẩm cứu ma la thập dịch năm 403. 4. Đại Bát Nhã Kinh hội thứ hai, 78 cuốn, 85 phẩm. Huyền Tráng Dịch năm 660. 3. Nhân Vương Bát Nhã, mở ngoặc đơn, có hai bản dịch. 1. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật hai cuốn, 8 phẩm, Cứu Ma La thập dịch năm 403. 2. Đại Đường Tân Dịch Hộ Quốc Nhân Vương Bát Nhã Kinh hai cuốn 8 phẩm bất không dịch năm 765. 4. Kim Cang Bát Nhã, mở ngoặc đơn, có 6 bản dịch. 1. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật một cuốn, Cưu Ma La Thập Dịch. 2. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật một cuốn, Bồ Đề Lưu Chi Dịch. 3. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật một cuốn, Chân Đế Dịch. 4. Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật một cuốn đạt ma cấp đa dịch. 5. Năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật một cuốn. Huyền trang dịch. 6. Năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật một cuốn. Nghĩa tịnh dịch năm 703. 5. Bát nhã tâm kinh. Mở ngoặc đơn. Có 11 bản dịch. 1. Ma ha bát nhã ba la mật đại minh chú một cuốn. Cưu ma la thập dịch. 2. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh một cuốn. Huyền Trang Dịch. 3. Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm một cuốn. Nghĩa Tịnh Dịch. 4. Bát Nhã Ba La Mật Đa một cuốn. bổ Đề Lưu Chi Dịch năm 693. 5. Năm, Maha Bát Nhã Tùy Tâm một cuốn. Thật Xoa Nan Đà Dịch năm 695. 6. Phổ Thông Chí Độ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm một cuốn. Pháp Nguyệt Dịch năm 738 7. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Một Quấn Mất Người Dịch Chấm 8. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Một Quấn Bát Nhã Cùng Lợi Dịch 9. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Một Quấn Chí Tuệ Luận Dịch năm 487-859 10. Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Một Quấn, Thi Hộ Dịch năm 981.000. 11. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Một Quấn, Pháp Thành Dịch. 6. Nhu Thủ Bát Nhã, Mở ngoặc Đơn, có 3 Bản Dịch. 1. Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ, Hai Quấn. Nghiêm Phật Điều Dịch năm 188. 2. Như thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ hai cuốn. Tường công dịch năm 420 đến 478. 3. Đại Bát Nhã Kinh Đệ Bát Hội Huyền Trang Dịch. Văn thù Bát Nhã có 3 bản dịch. 7. Văn thù Bát Nhã Mở Ngoặc Đơn có 3 bản dịch. 1. Văn thù sư lợi sở thuyết bát nhã ba la mật hai cuốn mạ đà la dịch năm 506-511. 2. Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Một Cuốn Tăng Giảo La Dịch Năm 515 đến 5520 520 3. Đại Bát Nhã Kinh Đệ Thất Hội Hai Cuốn Huyền Trang Dịch 8. Thắng Thiên Vương Bát Nhã Mở Ngọc Đơn Có hai bản dịch 1. Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật 7 đến 16 cuốn Nguyệt Bà Thủ Na Dịch Năm 565 2. Đại Bát Nhã Kinh Đệ Lục Hội cuốn 3 đến cuốn 17 Huyền Trang Dịch 9. Lý Thủ Bát Nhã Mở Ngọc Đơn Có 5 bản dịch 1. Đại Bát Nhã Kinh Đệ Thập Hội một cuốn Huyền Trang Dịch 2. Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật một cuốn Huyền Trang Dịch 3. Kim Cang Đảnh Du Gia Lý Thủ Bát Nhã Kinh Đệ Thất Hội Bồ Đề Lưu Chi Dịch 4. Đại lạc kim cang bất không chân thật tam ma gia kinh bát nhã ba la mật đa lý thủ phẩm một cuốn bất không dịch năm 720 đến 774.